nguyên tắc về chuẩn mực giao tiếp. Các bạn thấy không ạ? Cái phần giáo trình kỹ năng giao tiếp của bạn và thực hành điều dưỡng á, nó sẽ gồm hai phần. Phần đầu của bạn á là khoảng 5 bài, nó liên quan đến vấn đề thực hành lý thuyết đúng không, cách thuyết, cách nội dung cho các bạn. Còn những cái bài sau nó liên quan đến kỹ năng thực hành, và thực hành ví dụ như là bắt tay nè, cúi chào vân vân. Điều này các bạn không có làm được khi các bạn học online. Cho nên lúc này như đợt trước thầy nói với bạn, vì thầy đi chống dịch là một, cái thứ hai nữa rằng là ba cái buổi này nó liên quan đến cái phần đề thực hành. Mà thực hành như thế bạn phải tổ chức trên lớp học, và hiện tại chúng ta không có điều kiện như vậy. Cho nên các bạn tí nữa sẽ làm một cách gọi là online, tí nữa thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm ha. Thì các bạn thấy rằng là tí nữa thầy sẽ đề cập tới phần mục tiêu bài học, nó sẽ gồm có những nguyên tắc và chuẩn mực nào. Ngoài ra trước khi để các bạn học được cái này thì các bạn phải học là những cái yêu cầu trong nội dung giao tiếp. Tức là một cuộc giao tiếp nó thành công nó phải có những yêu cầu nào. Thì các bạn có rất là nhiều yêu cầu. Người ta có nguyên tắc 5C trong nội dung giao tiếp, nguyên tắc 7C và có nguyên tắc ABC nữa. Các bạn chỉ cần học nguyên tắc ABC là đủ rồi ha. Còn những cái nguyên tắc kia thì thông thường các bạn sẽ thấy rằng nó liên quan đến cái lĩnh vực kinh doanh nhiều hơn, lĩnh vực mà các bạn chăm sóc dịch vụ nó nhiều hơn. Còn trong y tế của bạn là trong cái nguyên tắc 3C, ABC là đủ rồi ha. Còn nguyên tắc 5C, nguyên tắc 7C thì nó khái niệm nó rộng hơn, các bạn nhớ ha. Rồi, bây giờ thầy sẽ cho các bạn những câu hỏi tình huống như sau. Bây giờ thầy sẽ đưa cho các bạn 6 cái câu này, các bạn đọc. Thì cái yếu tố này người ta nói là không, cái cột bên này là không nên dùng trong giao tiếp, và cái cột bên này là nên dùng trong giao tiếp. Thì các bạn thấy thầy sẽ đưa ra như sau nè. Thứ nhất, trong bạn có vẻ mệt mỏi ha. Mặc dù các bạn thấy nó mệt mỏi thật đó, nhưng mà các bạn sử dụng cái cụm từ là trong bạn có vẻ mệt mỏi. Cái này người ta nói là không nên dùng nha các bạn nha. Cái thứ hai, bạn luôn luôn hoặc là tôi không bao giờ, khi mà thầy nói với các bạn như thế này nè, một bạn đi học trễ vân vân. Cái điều đầu tiên khi các bạn đi tới á, mà các bạn thường bị vi phạm á, chắc chắn là các bạn cho dù bất kỳ lý do nào đi chăng nữa, có lý hay không có lý gì thì các bạn cũng đã đi trễ rồi. Mà khi các bạn đã đi trễ như thế thì các bạn sẽ thấy rằng là điều gì? Là các bạn đã vi phạm rồi, đúng không? Mà cái vi phạm đầu tiên thì bạn phải làm gì? Xin lỗi. Các bạn nhớ điều này không? Mà cái nhìn cái này các bạn bị quên hoặc là các bạn sai cũng như các bạn vi phạm, cứ gân lên cãi. Mà các bạn gân lên cãi như thế hoặc là các bạn biện minh như những vấn đề. Từ đó nhìn chưa bao giờ đi trễ nhưng đây chỉ lần duy nhất thôi, ví dụ em kẹt xe như thế. Thì thay vì đó sao bạn không đưa ra những cái lời xin lỗi, đúng không? Hoặc là những cái lời thú nhận. Và sau đó các bạn sẽ thành tâm hơn. Thì các bạn sẽ thấy rằng là có rất là nhiều những cái vấn đề mà các bạn thấy rằng là trong cái giao tiếp. Cho nên có những cái câu là tôi luôn luôn, ví dụ như thế nha, cái cuộc đời tao tôi chưa bao giờ tao thấy cái thằng này như thế. Hoặc là tao là luôn luôn tao làm cái điều này. Các bạn thấy mà giống như các bạn muốn nhấn định. Và tất nhiên trong cái điều này giao tiếp của bạn thường vi phạm rất là nhiều, thì không nên dùng trong giao tiếp ví dụ như thế. Như tôi đã nói ha, cũng không nên dùng. Mà tí là các bạn thấy các bạn sử dụng những cụm từ gì? Chúc bạn may mắn, vâng vâng. Rồi, bạn cứ làm những gì bạn muốn, vâng. Ít nhất tôi chưa bao giờ. Rồi, tương tự như thế. Vậy bây giờ các bạn thấy rằng là gì? Trong bạn có vẻ mệt mỏi ha, mặc dù người đó đang mệt mỏi rất là thật sự, áp lực công việc gia đình vâng vâng. Thì theo các bạn nên dùng trong giao tiếp, các bạn thay cho câu này như thế nào để nó giảm đi cái cung bậc, cũng như là nó có thể hướng tới giúp cho người đó như thế nào các bạn trở nên yên tâm, cũng như là họ đồng cảm hơn với vấn đề của bạn. Các bạn nên dùng những cụm từ nào? Theo bạn, nhiều người các bạn thấy mà không phải cứ họ học cao là họ giao tiếp tốt, không có các bạn. Nhiều khi chính vì họ học cao như thế thì họ để cái tôi của họ quá cao. Mà khi họ để cái tôi của họ quá cao như thế thì họ lại không có hòa đồng. Bữa sau các bạn học bài nguyên tắc, cái chuẩn mực trong giao tiếp, bạn sẽ thấy có một cái nguyên tắc. Nguyên tắc đó là gì? Chúng ta đặt mình vào trong cái đối tượng giao tiếp đó. Hoặc là những cái gì mà mình không muốn người khác làm cho mình thì mình cũng đừng làm cho người khác như thế. Thì đó là những cái nguyên tắc giao tiếp mà các bạn nhớ thế này ha. Nhưng mà nhiều khi các bạn thấy rằng là họ sẽ quên đi mất cái tôi. Thầy sẽ kể cho bạn một câu chuyện như thế này để các bạn hình dung ra như thế. Vấn đề ha. Có một cái cô gái đó các bạn ha. Câu chuyện này cũng mang tính chất gọi là dụ ngôn thôi. Cô ta cứ đi lên trên một cái bờ cỏ, cô ta liền loay hoay mọi thứ. Cô ta tìm hoài đi lên đi xuống hết. Thì cạnh đó có một cái ông lão, họ ngồi bên cạnh các bạn. Ông ta nhận thấy một cái sự lúng túng cũng như là đang cái sự lo lắng của cô gái đó. Ông ta mới hỏi con đang tìm cái gì đó. Cô gái mới trả lời rằng là thưa ông, cũng ngay tại cái địa điểm này, cách đây vài năm về trước, một năm về trước, con và người yêu của con đang ngồi cạnh bên nhau. Hiện tại bây giờ con đang rất yêu người yêu của anh con. Xin lỗi, người yêu của con. Và các bạn thấy rằng là chính vì con yêu như thế thì con thấy con đã thay đổi hoàn toàn, không còn là con ngày xưa nữa. Cái sự nóng tính của con cũng đã mất rồi, hoặc là cái sự kiêu ngạo của con cũng đã mất rồi, hoặc là những cái vấn đề mà thờ ơ lãnh đạm của con cũng đã mất rồi, mà thay vào đó là một cái sự quan tâm, một sự ân cần chia sẻ. Có phải con đánh mất chính con không? Bây giờ con đang đi tìm mà con không tìm thấy cái đó ở đâu cả. Thì ông lão mới nói rằng là như thế. Ông lão mới nói như thế này các bạn.
bạn con không tìm thấy được đâu con. Ở trong tình yêu mà một tình yêu thật sự các bạn ha, các bạn sẽ thấy rằng là con sẽ bị mất đi một thứ, chính là cái tôi của mình. À, các bạn nhớ ha, khi mà một khi các bạn đã trao tặng cái tình yêu đó cho một người nào mà bạn tin tưởng, các bạn yêu thương, thì cái tôi của bạn cũng như thế nào bạn, à bạn bị mất đi. Chính vì vậy các bạn thấy những cái gia đình mà họ không có hòa thuận, họ đổ vỡ, thì là cái tôi của họ họ đang còn giữ, họ chưa làm mất đi được cái tôi. Thầy nói như thế để các bạn làm gì? Vậy cái tình yêu ở đây là chúng ta làm mất đi cái tôi, nhưng mà bạn phải hạnh phúc về cái vấn đề đó. Nó khác so với việc mà các bạn đánh mất đi cái tôi nhưng mà mang cái tính chất gượng ép. Ví dụ giống như là trong công tác các bạn đi chăm sóc khách hàng, các bạn làm dịch vụ, miệng vui nói cười đùa vân vân, nhưng mà cái bản năng, cái bản chất của bạn không phải là như thế. Nhưng các bạn thấy như vậy thì các bạn có hạnh phúc, các bạn có vui vẻ với điều đó hay không? Cho nên khi mà định nghĩa về cái tình yêu thật sự như thế thì nó hoàn toàn nó sai. À, các bạn nhớ ra điều này ha. Cho nên nhiều khi chính cái tôi của một cái người đó họ làm cho họ mất đi cái chuẩn mực giao tiếp. Các bạn nhớ là mất đi cái chuẩn mực giao tiếp, họ chỉ biết về họ thôi. Cho nên thầy nói ha, không phải ai ông đó là giáo sư, phó giáo sư họ giao tiếp tốt, không có đâu các bạn. Cái này nó liên quan đến kỹ năng. Ngay cả những cái người mà các bạn thấy không, họ không học chẳng hạn, nhưng mà khi họ tiếp xúc với đời vân vân thì họ vẫn có khả năng cái giao tiếp cũng như là cái hành động hành vi của họ vẫn cao trào vượt cao hơn là những cái đối tượng đó. À, các bạn được chưa? Vậy ví dụ như thầy nói như vậy để các bạn hình dung, các bạn hiểu ra. Vậy những cái cụm từ mà các bạn thấy không nên dùng trong giao tiếp thì các bạn đổi sang nên dùng trong giao tiếp là như thế nào? Vậy trong bạn có vẻ mệt mỏi thì theo các bạn á, các bạn sẽ đổi những cái câu gì để cho cái kháng từ cũng như là cảm xúc của bạn nó hòa vào trong cái cảm xúc của người ta, mà không phải là các bạn nói như thế thì người ta họ sẽ càng buồn hơn, họ càng la xa lánh các bạn hơn nữa ha. Thì các bạn thấy rằng là thầy làm thử cho bạn một câu ha, mọi chuyện vẫn ổn chứ, được chưa? Vậy cái cụm từ này chúng ta nên dùng trong giao tiếp thay cho cái cụm từ đó là trong bạn có vẻ mệt mỏi. Rồi cái thứ hai, bạn luôn luôn hoặc bạn không bao giờ thì chúng ta nên dùng cụm từ đó là bạn có vẻ làm việc này thường xuyên nhỉ. Cái cụm từ là như tôi đã nói các bạn ha, thì người ta sẽ thay thế rằng là tôi nhắc lại một lần nữa, được chưa? Nhắc lại một lần nữa thì xin nhắc lại một lần nữa, nó sẽ thay cho cái cụm từ như thế này. Vậy cái vấn đề thứ hai, cái này ba cái này các bạn làm cho thầy đi, chúc bạn may mắn. Rồi ví dụ bạn đang kể một câu chuyện gì đó nó mang cho các bạn về một cái sự lựa chọn hoặc là một cái niềm vui nào đó vân vân, thì cái sự đáp lại của cái người giao tiếp đó là tôi chúc bạn may mắn nha, ví dụ như bạn vừa mới quen được một người này vân vân, hoặc là bạn vừa mới thi đỗ một kỳ thi này, hoặc là bạn bắt đầu phải làm một cái việc gì đó vân vân, người ta nói là tôi chúc bạn may mắn ha vân vân. Thì các bạn thấy cái cụm từ này chúng ta vẫn dùng rất là nhiều, nhưng mà theo các bạn nên dùng trong giao tiếp các bạn nên dùng những cụm từ gì? Các bạn suy nghĩ, các bạn tự đưa ra cho thầy xem nào, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn đúng. Thì các bạn, thì các bạn nói như thế nào trong môn giao tiếp, đúng là các bạn là người nói á, thầy là người hướng dẫn thôi. Các bạn mà thấy mấy anh chị học khóa 8 á, mà học cái môn này á, là trên lớp là tự làm việc hết đó các bạn ha. Các bạn cứ diễn tả đi không sai, cố gắng lên nhớ làm tốt nhé. Ừ các bạn thấy không ạ? Vâng vâng rất là nhiều cụm từ đúng không? Những cái đó có nghĩa rằng là chúng ta đưa vào cái sự hòa đồng. À, được chưa? Các bạn thấy rằng là tôi biết bạn sẽ làm được mà, đúng không? Có nghĩa là mình tin tưởng vào cái khả năng của họ vâng vâng, hoặc là mình sẽ hướng họ tới những cái vấn đề nào đó, thì nó là một cái động lực. Các bạn có biết cái thành ngữ mà người ta hỏi nói với các bạn không? Niềm vui á, mà khi các bạn chia sẻ thì cái niềm vui đó nó sẽ tăng lên gấp đôi, còn nỗi buồn mà khi các bạn đi chia sẻ thì nó sẽ giảm đi một nửa. À, các bạn nhớ ra điều này ha. Cho nên việc mà các bạn thấy rằng là các bạn đưa ra những cái hành động như thế đó thì họ sẽ có cái động lực cũng như là có cái tinh thần để họ vượt qua hoặc họ làm được một cái điều gì đó. Các bạn nhớ điều này ha, cố lên nào, mọi chuyện tốt đẹp, đúng rồi. Các bạn thấy được điều này chưa? Thật sự các bạn thấy trong cái giáo trình kỹ năng giao tiếp, nếu các bạn đọc đi có rất là nhiều câu thành ngữ hoặc là nhiều những cái dân gian liên quan đến vấn đề giao tiếp mà các bạn thấy đúc kết từ dân gian ông bà chúng ta để lại, hay lắm các bạn ha, được không nào? Rồi bạn cứ làm những gì bạn muốn, tức là một bạn nào đó đúng không, bạn có một cái vấn đề gì, tức là đang đứng ở giữa một cái ngã ba đường chẳng hạn, hoặc là một cái sự cân nhắc vân vân, thì theo các bạn á, cái việc mà khi mà các bạn đưa ra, tức là các bạn đưa ra, bởi trước thầy cũng có một cái tình huống rồi đúng không, bạn ở đi nước ngoài vân vân, nhiều cái điều kiện vân vân, thì là các bạn sẽ thấy rằng họ đang phân vân hoặc là họ đang đứng trước một ngã ba, họ tìm tới bạn họ hỏi, hoặc là họ tìm tới bạn á, họ đang tin tưởng bạn, họ yêu mến bạn đúng không, hoặc là các bạn sẽ thấy rằng là ví dụ giống như là những cái vấn đề mà liên quan đến bác sĩ tâm lý các bạn ha, họ có những vấn đề gì họ đang cần tới bác sĩ đó, họ tin tưởng bạn, họ yêu mến bạn, hoặc là đứa bạn thân của bạn nó có một cái chuyện này, nó tìm tới bạn, nó cần là cần cái sự gỡ giải quyết đó. Mặc dù nhiều khi các bạn thấy không ạ, đưa ra cái sự giải quyết đó đúng không, nó lại không tốt đẹp cho bạn, nhưng mà nó vẫn cần cái sự động viên của bạn hoặc là một cái sự gợi ý gì đó của bạn. Bạn cứ làm những gì bạn muốn, thì theo các bạn á, là chúng ta thay nên bằng cụm từ gì? Bây giờ một người bạn của bạn họ tới, họ hỏi bạn, hỏi ở đây ở trong cái tình thế gọi là
gọi là các bạn hiểu một cái cụm từ người ta gọi là tiến thoái lưỡng nan rồi ha, tiến thoái lưỡng nan rồi, có nghĩa rằng là bây giờ họ làm cái điều này họ vẫn có cái lợi đó, nhưng mà họ vẫn bị mất đi một cái gì đó, còn cái điều này họ cũng có một cái lợi gì đó, vẫn bị mất đi một cái điều gì đó, có nghĩa rằng là điều nào đối với họ cũng có cái lợi và cũng có cái sự mất mát đi cả. Nhưng mà cái quan trọng ở đây rằng là họ cần tới cái gì các bạn, à, cần tới cái sự chia sẻ, cũng như là cần tới một cái hướng nào đó, hoặc là cần tới một cái gì đó chỉ dắt cho họ điều này ha. Thì nếu như là bạn mình chơi lên, bạn động viên hồi đã rồi xong không, bạn cứ làm những gì bạn muốn, bạn làm những gì bạn thoải mái, hoặc là bạn làm những cái gì bạn thích vân vân, điều này nó không có hợp lý ở trong giao tiếp đúng không nào? Thì điều này nó có khác gì so với cái câu này đâu, chẳng qua thầy rút gọn rút ngắn thôi các bạn. Điều bạn cái thái bình an thì bạn quyết định nó. Tức là đúng là thầy phải đưa ra cho bạn một câu tình huống nữa thầy mới nói được ha. Thì các bạn sẽ thấy rằng là gì, nhưng theo tôi thì, tức là bạn cứ làm những gì bạn muốn hoặc là bình an, nhưng theo tôi thì, tức là bạn vẫn có một cái hướng nào đó gỡ bỏ cho họ. À, các bạn nhớ điều này ha. Tại vì cái mục đích của việc giao tiếp ở đây là gì các bạn? Nó khác so với cái việc mà các bạn đi chia sẻ nha. Như hồi nãy thầy nói ha, việc mà khi mà các bạn có niềm vui các bạn đi chia sẻ thì niềm vui nó nhân lên gấp đôi, còn các bạn có nỗi buồn các bạn đi chia sẻ thì nó sẽ giảm đi một nửa. Cái sự chia sẻ nó khác. Còn đây là trong cái việc mà họ cần cái sự đó là lựa chọn, à, đúng không nào? Nên theo tôi thì, vâng, tôi chưa bắt. À, thì cái đầu tiên thầy nói hồi nãy ha, là tôi xin lỗi, được chưa? Thì đó là một số cái mà thầy nói vấn đề về nội dung bài học hôm nay. Giờ chúng ta vô cái mục tiêu. Mục tiêu bài học là cái gì? Thứ nhất đó là chúng ta nhận biết được nội dung giao tiếp và thực hành được cuộc họp trong giao tiếp điều dưỡng theo nguyên tắc ABC. Cái thứ hai đó là chúng ta xác định được yếu tố cơ bản cũng như là chuẩn mực trong giao tiếp và ý thức được việc mà chúng ta tuân thủ được nguyên tắc đó. Các bạn nhớ ha, chúng ta hiểu được nguyên tắc cơ bản nè và chuẩn mực trong giao tiếp và ý thức ở đây có nghĩa rằng là bạn hiểu rồi nhưng bạn có biết chúng ta áp dụng nó được hay không. Và cái thứ ba nữa là chúng ta vận dụng các nguyên tắc cũng như là chuẩn mực này và việc chúng ta giao tiếp hiệu quả với bệnh nhân cũng như là giao tiếp của bản thân, được chưa? Thì giờ đầu tiên các bạn sẽ vô cho thầy cái phần đó là nội dung giao tiếp không nào, những yêu cầu đối với nội dung giao tiếp. Như thầy nói với bạn, các bạn có thể tìm hiểu về cái nội dung yêu cầu là nguyên tắc 5C, nguyên tắc 7C vân vân. Thì đối với trong trường hợp của các bạn á, các bạn sẽ áp dụng nguyên tắc đó là ABC là được rồi ha. Thì trong cái nguyên tắc ABC ở đây chính là cái gì? Thứ nhất là về vấn đề chính xác, cái thứ hai á, là về vấn đề ngắn gọn, và cái thứ ba là về vấn đề rõ ràng. Thì ví dụ về vấn đề chính xác, khi bạn giao tiếp á, thì các bạn phải biết được là cái chủ thể của bạn là gì, giao tiếp ở đâu, khi nào và cái gì. Thầy sẽ nói với bạn về một cái vấn đề như thế này để các bạn hiểu nè. Thầy kể cho bạn một cái nội dung. Có hai nhân viên làm trong một công ty, đúng không nào? Công ty này là về công ty nông sản ngân hàng. Thì một cái nhân viên A và một nhân viên B. Thì các bạn thấy là nhân viên A là người làm rất là lâu năm, các bạn hình dung ha. Còn với nhân viên B á, là người chỉ là người mới thôi. Nhưng mà vài tháng làm việc xong, các bạn thấy rằng là cái người nhân viên B này được giám đốc cân nhắc lên một cái vị trí cao hơn, ví dụ như là leader hoặc là trưởng phòng ngân hàng, được chưa? Cái người nhân viên A này họ rất là buồn. Buồn ở đây có nghĩa rằng là vì họ làm rất là lâu cũng như rất là tận tâm tận lực luôn các bạn ha, trong công việc. Nhưng mà dường như sếp không có quan tâm cũng như là không có đổ đãi tốt so với mình. Thì tất nhiên cái người sếp họ rất là hiểu được tâm trạng và họ hiểu được cảm giác của cái người nhân viên A này, đúng không ạ? Thì một ngày hôm sau á, thì người sếp mới hỏi người A và người B là có vấn đề gì không hài lòng. Thì những người họ, cái người A thì họ trình bày ra như thế. Thì người sếp mới đưa ra một cái vấn đề như thế này. Họ kêu hai người này cùng đi ra một cái chợ các bạn ha, hỏi cho mình là cái giá của dưa hấu. Thì người nhân viên A họ đi ra chợ, họ về họ trả lời rằng là giá của dưa hấu này là 15.000 một ký, đúng không? Nhưng mà người nhân viên B các bạn, khi họ về á, thì bắt đầu người sếp mới hỏi rằng là thế dưa hấu của anh như thế nào. Thì ông này cũng trả lời rằng là dưa hấu 15.000 một ký, dưa hấu đỏ ngọt vân vân, được xuất xứ từ đâu đó hoặc là được vận chuyển như thế nào đó vân vân. Thì các bạn thấy ở đây rằng là gì, thì cũng là trong một cái vấn đề đó, nhưng mà cái người sếp họ đánh giá cái người nhân viên B sẽ cao hơn. Cao hơn ở đây rằng là gì, khi mà một cuộc giao tiếp được đưa ra, không đơn thuần là các bạn chỉ có tập trung vô chính cái nội dung đó, mà chúng ta phải đi làm rõ hết toàn bộ những cái nội dung. À, các bạn hình dung ra điều này ha. Cho nên việc mà các bạn cung cấp đầy đủ những cái thông tin, mà những thông tin này nó chính xác như thế, thì nó cũng góp phần làm cho cái đối tượng người nghe họ yên tâm cũng như là họ tin tưởng, họ hiểu được cái vấn đề của bạn cần mô tả. Ví dụ giống như là thầy nói để bạn hiểu nè, nhiều trường hợp các bạn giao tiếp ở trên tin nhắn á, hoặc là về vấn đề là các bạn chat với nhau, người ta hỏi các bạn rằng là một người yêu đúng không, mà hỏi các bạn là công tác đó là bạn ăn cơm chưa, ví dụ như thế. Cái mục đích của họ hỏi ở đây là gì,
họ muốn biết rằng là bạn chưa ăn để họ có thể dẫn bạn đi ăn, ví dụ như thế. Bạn chỉ trả lời là chưa, hoặc là một người khi bạn giao tiếp với nhau, bạn chào hỏi với nhau là bạn ở đâu, bạn chỉ cần trả lời là tôi ở đó, rồi bạn đóng câu hỏi đó lại, thì gần như cuộc giao tiếp của bạn sẽ diễn ra rất là ngắn, và cũng như là các bạn thấy rằng là cái hiệu quả giao tiếp của bạn nó không có. Cho nên các bạn luôn là chúng ta thứ nhất là cung cấp thông tin vượt qua cái mức câu nội dung câu hỏi. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa rằng là các bạn sẽ thấy rằng là việc chúng ta cung cấp thông tin đó, thì nó phải mở ra những câu hỏi mở nữa. À, các bạn nhớ này ha. Cái thứ hai của bạn là về vấn đề đó là ngắn gọn. Ngắn gọn các bạn phải hiểu rằng là ở đây á, cái cuộc giao tiếp á, nó không phải là mỗi cuộc mà các bạn kể chuyện hoặc là cái cuộc các bạn thuyết trình, thì chúng ta chỉ dùng ngắn gọn đó là câu đơn hoặc là những cái câu nào nó chỉ có một ý thôi. Đặc biệt các bạn sẽ hiểu rằng là khi một bệnh nhân đi vào viện á, thì cái câu đầu tiên á mà người ta hỏi các bạn á là cái lý do bạn vào viện là cái gì. Người ta chỉ biết cái câu các bạn lý do bạn vào viện thôi, người ta than đó họ đau đầu, họ sốt, họ mệt, họ chóng mặt, vân vân, thì đó là những cái lý do. Nhưng mà họ ngồi, bạn vừa mới hỏi họ một phát á, họ kể là à, cách đây mấy ngày tôi như thế này, cái này vân vân, thì các bạn thấy rằng là nếu như các bạn không biết cách chốt, các bạn cách hỏi á, thì các bạn sẽ thấy rằng là bệnh nhân họ không có tập trung vô chính cái câu hỏi, và cái quan trọng của bạn là các bạn biết được câu hỏi đó là như thế nào. Hoặc là các bạn thấy rằng là trong cái vấn đề là quy trình điều dưỡng chúng ta gồm có 5 bước đúng không? Bước 1 là nhận định, bước 2 là chẩn đoán, bước 3 là lập, bước thứ 4 là thực hiện kế hoạch, và bước thứ 5 đó là đánh giá. Thì trong đó bước 1 là bước nhận định á. Nhận định ở đây là gì? Các bạn thấy rằng là vì các bạn hỏi bệnh bệnh nhân, bạn phải có cái kỹ năng. Ví dụ giống như là đừng bao giờ nói à anh trình bày bệnh của anh cho tôi, đừng bao giờ như thế. Tại vì khi các bạn là một người nhân viên y tế, bạn phải có kiến thức về mặt bệnh đó. Mà khi bạn gặp bệnh nhân có triệu chứng đó thì bạn phải hiểu rằng là bạn liên tưởng tới bệnh gì và bạn hướng tới những câu hỏi nào. Ví dụ như là bệnh nhân liên quan đến bệnh viêm phổi hoặc là bệnh COPD chẳng hạn, thì bạn hỏi bệnh nhân ở nhà rằng là có khó thở không, cái thứ hai rằng là có ho không, ho rồi có đàm hay không, có đàm rồi đàm nó sẽ là màu gì, vân vân. Thì đó là những cái câu giao tiếp. Chứ bạn mà để bệnh nhân trình bày như thế thì lúc này các bạn thấy rằng là không đi vô được cái nội dung, và cũng như là nó sẽ ảnh hưởng đến chính cái việc mà thời gian cũng như là quá trình điều trị cho bệnh nhân. À, các bạn nhớ này ha. Cái thứ ba nữa rằng là rõ ràng ở đây là gì? Chúng ta sử dụng từ không dùng từ đa nghĩa, hoặc là chúng ta diễn đạt có thể gây thiếu hiểu lầm. Ví dụ giống như các bạn thấy trong một cuộc phỏng vấn đúng không, thì việc mà các bạn thấy rằng là à, thầy nói cái ngắn gọn nữa ha, người ta họ kêu các bạn giới thiệu về bản thân á. Giới thiệu ở đây có nghĩa rằng bữa trước các bạn học rồi, ngoài việc chúng ta cung cấp thông tin của chúng ta ra hành chính ra, thì các bạn cung cấp về cái quá trình học tập cũng như là kinh nghiệm làm việc của bạn. Họ cần là họ cần tới cái đó, chứ họ không có cần tới những cái vấn đề thông tin nó mang tính chất là thừa thải hơn các bạn ha. Cho nên sau này các bạn thấy là các bạn đi phỏng vấn á, người ta hỏi là em có thể tự giới thiệu bản thân hoặc là introduce yourself về chính em chẳng hạn đúng không, thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta tập trung vô những cái gì mà cái nhà tuyển dụng họ đang mong muốn họ nắm, họ bạn đạt được. Ví dụ giống như các bạn sẽ thấy rằng là khi một cái bệnh viện nào đó họ mới xây đúng không nào, họ bệnh viện họ mới xây thì họ tuyển nhân sự á, thì cái việc họ phỏng vấn ở đây là cái gì các bạn, họ tuyển nhân sự. Nhưng mà cái nhân sự tuyển tới á, đặc biệt ở trong cái giai đoạn đầu á, các bạn thấy không, giai đoạn khởi phát lên một cái bệnh viện á, thì các bạn sẽ hiểu rằng là cái việc mà họ tuyển cái người á dựa trên cái việc các bạn trả lời nó khác so với việc cái bệnh viện nó hoạt động được 5 năm 10 năm, phỏng vấn nó sẽ khác. Cho nên khi mà các bạn đưa ra những cái lời nói càng đừng có dư thừa, mà nó cũng đừng có quá cục. À, các bạn nhớ này ha, mang tính chất ngắn gọn, súc tích đầy đủ, được chưa? Về vấn đề rõ ràng á, các bạn không dùng từ đa nghĩa. Ví dụ giống như là một số trường hợp các bạn thấy một số bệnh viện á, họ có khả năng là họ cam kết với những cái bạn nữ á, là không lập gia đình, xin lỗi không sinh con ha, trong vòng bao nhiêu năm đó. Nếu như vi phạm như thế thì bạn ảnh hưởng tới chính hợp đồng, có luôn nha các bạn nha. Hoặc là nhiều trường hợp các bạn sẽ thấy rằng là à, cái đối tượng người nam á, họ hoặc là đối tượng mà chưa có gia đình á, họ thường ưu tiên hơn. Bởi vì sao các bạn? Vì họ sẽ tập trung mạnh hơn vô vấn đề công việc. Bây giờ chưa đi Ví dụ như lâu. việc đặc biệt là những cái bệnh viện hoặc là những cái doanh nghiệp bắt đầu mới start up lên, các bạn nhớ này ha, thì họ lại vấn đề họ cần đó. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy bà bầu đi vô phỏng vấn hoặc là một người thanh niên trai trẻ đi vô phỏng vấn, thì các bạn thấy là giữa một cái start up bắt đầu nó bắt đầu phát triển lên, thì người ta sẽ cần là cần tới cái gì, à, cần tới cái người thứ nhất chưa có gia đình mà chưa có con cái mà chưa vướng bận đến một vấn đề gì không. Thì cứ có cái người tuyển dụng họ sẽ hỏi các bạn rằng cái câu ở đây tới vậy thôi là thế gia à, cái vấn đề gia đình của bạn như thế nào. Thì nếu như họ hỏi như vậy á, thì cái người trả lời họ hiểu hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất á, là đang hỏi về gia đình của họ, thì họ sẽ trình bày rằng là nhà tôi gồm có ba mẹ, có bao nhiêu người anh em. Nhưng mà cái nhiều khi mà cái nhà tuyển dụng họ cần cần ở đây là gia đình, là gia đình gì, là có vợ có chồng chưa, con cái anh trai sao. À mình hiểu điều này ha. Cho nên lúc đó các bạn sẽ thấy rằng là cũng là cái cụm từ gia đình thôi, cho nên lúc này nó lại đa nghĩa. À các bạn hiểu cụm từ này ha. Nên khi mà giao tiếp chúng ta phải rõ ràng với nhau, được chưa?
Khi mà anh đã lập gia đình chưa? Lập rồi đúng không? Hiện tại con cái anh như thế nào? Hoặc là việc anh nói là gia đình của anh như thế nào? Thì cái người nghe họ tưởng rằng hoặc là họ hiểu rằng gia đình ở đây có hai khía cạnh. Một là việc lập gia đình. Hai là gia đình ở đây chính là gia đình, cha mẹ, anh chị em của họ. Các bạn nhớ không? Có những diễn đạt mà có thể gây hiểu lầm mà các bạn phải làm rõ ràng. Ví dụ như thế này. Một người đứa con sau khi bố mẹ này giáo dục đúng không ạ? Với một ý thức rất là cao. Thì một ngày nào nọ thì người mẹ muốn thử được cái ý thức của người con này á, thì người mẹ mới tặng cho cái đứa con này á hai trái cam, các bạn nhớ hai quả quýt đi chẳng hạn ha, để xem thử rằng là đứa con nó có sự hiếu thảo, nó có muốn tặng lại cho người mẹ, có biết sẻ chia san sẻ lại cho người mẹ nó một quả quýt hoặc một quả cam đó hay không. Thì khi mà tặng lại người mẹ cho đứa con nó hai quả cam thì đứa con nó mừng lên và nó nhận hai quả cam đó. Các bạn nhớ đứa này ha, khi nó nhận hai quả cam đó nó không do dự gì và nó bóc cam ra ngay, thì người mẹ rất là buồn các bạn, người mẹ rất là buồn. Những cách giáo dục của người mẹ từ đó đến nay cũng như là những cái hành động của người mẹ không có phản ánh lại được chính cái hành động thông qua đứa con này, cho nên người mẹ rất là buồn, định la mắng đứa bé là con phải như thế, thứ nhất là phải biết chia sẻ cũng như là biết là cha mẹ là kính trên dưới vân vân. Thì chưa kịp la thì đứa bé bắt đầu nó ăn quả cam một miếng đó và sau đó nó quay lại nó mời người mẹ uống miếng quả cam còn lại. Mục đích đứa bé rằng là gì? Nó muốn thử rằng là quả cam này có chua hay không. Nếu như quả cam này chua thì nó không có đưa cho mẹ nó ăn đâu. Còn khi quả cam này ngọt thì nó mới dám dâng lên cho mẹ nó. Thì các bạn thấy rằng là gì? Thông qua những cái hành động hoặc là lời nói thì nhiều khi nó có thể làm chúng ta không có rõ ràng. Các bạn nhớ không? Có thể gây hiểu lầm trong giao tiếp và điều này xảy ra rất là nhiều. Thì nói như thế để các bạn sẽ thấy rằng là gì? Cái này là thầy đã gặp ở ngoài rồi. Thì các bạn thấy rằng là một cái vấn đề như thế này nè, có ba người này họ đang khiêng bàn ghế rất là, họ đang khiêng đồ rất là nặng đúng không? Thì các bạn thấy rằng là họ có bốn chai nước, nhưng mà những người khác thấy họ khiêng như thế thì họ, những người đó lại muốn phụ giúp. Các bạn nhớ nè, khi họ tới họ phụ giúp như thế các bạn, thì lúc này họ không cần phải cái sự trả công nào đâu. Thì bắt đầu ba cái người này nè họ có bốn chai nước á, thì họ mới dành ba chai nước đó họ tặng cho một cái nhóm người phụ giúp đó, và cái nhóm người phụ giúp có thể là 7-8 người vân vân. Thì một trong những cái nhóm người phụ giúp đó mới lên tiếng rằng chúng ta tới 7-8 người mà cho ba chai nước như vậy thì lúc này nó sẽ làm cho bên đó quá keo kiệt và kêu bo đi, ví dụ như thế. Các bạn có hiểu điều này không? Thì các bạn phải đứng ở trên mỗi khía cạnh nước, các bạn hiểu rõ rằng là gì, người ta có ba chai, có bốn chai nước thôi mà người ta đưa cho bạn ba chai, họ chỉ nhận là chỉ có một chai thôi, thì gần như họ cho đi các bạn những cái gì họ đã có rồi. Cho nên lúc này các bạn sẽ thấy rằng là cái hành động mà các bạn tặng nước như thế là một cái hành động giao tiếp, thì cái sự cảm ơn đúng không? Nhưng mà các bạn thấy rằng là nhiều khi chính cái hành động đó nó lại gây chúng ta không có hiểu lầm, dẫn đến cái người ba người đó họ ki bo, họ ích kỷ, họ cho chúng ta chỉ có ba chai nước ví dụ như thế. Nhưng mà các bạn đứng ở trên cái sự kiện các bạn hiểu rằng là cái người này họ đã cho những cái gì họ có để cho những cái người đang phụ giúp họ hưởng được điều đó. Cho nên các bạn phải là khi chúng ta đứng lên trên một cái khía cạnh giao tiếp á, là chúng ta không phải giảng hoặc là chúng ta hiểu theo cái quan điểm cá nhân, mà chúng ta phải mở rộng nó ra và đứng ở trên một cái mặt bằng chung. Các bạn nhớ ha. Cho nên trong một cuộc họp cũng vậy, cho dù bạn là một điều dưỡng trưởng hoặc là bạn là một người quản lý, các bạn không được quyền hoặc là không được phép cũng như là các bạn không nên là các bạn đưa ra chính cái chính kiến của các bạn và bạn yêu cầu người khác thực hiện, mà các bạn phải thông qua cũng như là lắng nghe các hành động, các ý kiến của các nhân viên hoặc là của cấp dưới của bạn, và sau đó bạn là người quyết định và bạn là người đóng chốt ý kiến vân vân. Các bạn nhớ điều này ha. Vậy bây giờ các bạn sẽ tiến hành thực hành cho thầy trong buổi hôm nay, tiến hành cuộc họp điều dưỡng trong thực hành chăm sóc như sau. Các bạn gồm có 8 vấn đề, thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm. Đầu tiên thầy sẽ hướng dẫn nội dung, sau đó thầy sẽ hướng dẫn cách thực hiện và cách làm của bạn như sau nè. Ở đây chúng ta có 5 lớp khóa chính và chúng ta có 5 lớp khóa 5. Thì các bạn thấy rằng là các bạn sẽ lập thành một cái nhóm, mỗi nhóm của bạn sẽ từ 6 tới 8 người. Vậy đối với ở lớp 1 điều dưỡng 1 khóa chính đúng không? Các bạn có khoảng ví dụ như là 35 người ví dụ như thế. Thì các bạn có thể lập cho thầy rằng được là khoảng là 7 nhóm. Xin lỗi, có phải được là 6 nhóm, 5 6 nhóm được chưa? Rồi tương tự như thế lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 vân vân. Và việc quản lý này là cán sự lớp các bạn quản lý luôn. Còn nếu như các bạn thấy rằng là lớp 2, 3, 4 là chỉ có một các bạn sẽ học chung đúng không? Lớp 2, 3, 4 ở khóa 10 á, thì các bạn sẽ thành một cái lớp riêng, được chưa? Bây giờ các bạn sẽ làm cho thầy như sau nè. Trong mỗi nhóm, các bạn sẽ đăng ký cho cái cán sự lớp của bạn á
là thành viên của bạn gồm có những người nào, trong đó có tổng cộng là 6 đến 8 người, nhớ điều này ha. Nội dung như thế nào thì thầy trình bày sau. Rồi thứ nhất cái thứ hai, và các bạn sẽ đăng ký không có trùng với cái nút, cái tình huống. Ví dụ giống như lớp 1 các bạn cao lắm chỉ được khoảng là 5 nhóm thôi, thì các bạn không được phép hai nhóm làm một cái tình huống một, nhớ điều này ha. Tương tự như thế có những lớp khác, và các bạn sẽ chọn một trong 8 tình huống này, và các bạn không được lập trùng đối với một lớp nha. Còn lớp thứ hai á, các bạn có thể trùng với lớp 1, à, các bạn nhớ điều này, nhưng mà trong một lớp các bạn không được trùng như thế. Thì đầu tiên nhiệm vụ của bạn là như sau nè. Cán sự lớp các bạn sẽ điểm danh hết toàn bộ lớp của mình. Thì thầy thấy là lớp khoa chính là lớp 1 có, lớp 2 có, lớp 3 có, lớp 4 có, lớp 5 có cán sự lớp. Riêng đối với là khoa 10 á, thầy chỉ thấy có lớp 1 thôi. Còn lớp 2, 3, 4 là một mình bạn Duy, đúng không? Rồi bạn Duy sẽ làm luôn cả lớp 2, 3, 4 của khoa 10. Và cái số lượng của 2, 3, 4 nó cũng rất là ít chứ không có nhiều. Được chưa? Rồi các bạn phân ra điểm danh là 1. Sau đó bài này có thể đến chiều tối các bạn nộp, không phải là bây giờ các bạn nộp đâu. Giờ thầy hướng dẫn trước đã. Khi các bạn điểm danh xong, các bạn sẽ đăng ký nhóm. Nhóm là từ 6 tới 8 người. Được chưa? 6 tới 8 người. Thì nếu như mà các bạn thấy là khi các bạn đăng ký xong mà lớp của bạn còn dư 2 người, 3 người á, thì làm ơn xếp vô trong cái nhóm nào cho đầy đủ người hết luôn. Được không nào? Và các bạn sẽ đăng ký tình huống. Và tất nhiên tình huống không có trùng. Nhóm nào xếp xong trước thì nhóm đó ưu tiên chọn tình huống trước. Và lớp nào thì các bạn sẽ không được trùng. Thì chúng ta có 8 tình huống này, thì tí nữa thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm 8 tình huống. Và các bạn sẽ tiến hành một cuộc họp. Trong cuộc họp của bạn sẽ có gồm 3 thành phần sau. Một là một người sẽ làm công việc đó là điều dưỡng trưởng. Một người sẽ làm công việc đó là thư ký. Và các bạn còn lại sẽ làm thành viên. Và tất nhiên trong thành viên của bạn nó sẽ có những cái giao tiếp. Và tất cả thành viên của bạn phải đều hoạt động. À, các bạn nhớ này ha. Và cấu trúc cuộc họp nó như thế nào thì thầy sẽ hướng dẫn sau. Thì bây giờ thầy sẽ nói các bạn về tình huống thứ nhất trước. À, thầy sẽ phân tích cho bạn 8 cái tình huống để các bạn biết cái nội dung tình huống của nó là như thế nào đã. Rồi sau đó các bạn làm tình huống thứ một, nếu như các bạn chọn đó là sự trí, à thôi để thầy sẽ nói các bạn về cấu trúc cuộc họp trước đã ha, rồi sau đó các bạn sẽ thầy sẽ phân tích 8 tình huống rồi các bạn chọn nó dễ hơn. Thì cấu trúc cuộc họp ở đây có nghĩa là gì? Trong một 6 người đó, 6 đến 8 người các bạn sẽ phân ra cho thầy, bầu cho thầy, hoặc là một bạn nào đó làm một điều dưỡng trưởng. Nhớ điều này ha, đúng theo tố chất của người đó. Trình tự thực hiện như sau nè. Đầu tiên đó là điều dưỡng trưởng, các bạn sẽ ổn định các thành viên. Thầy muốn coi thử là cái khả năng giao tiếp cũng như là khả năng quản lý của bạn nó như thế nào. Được không nào? Thường cái này các bạn sẽ làm ở trên trường á. Còn bây giờ các bạn không có thì các bạn làm online. Cái thứ nhất, cái thứ hai, chỉ định thư ký ghi biên bản. À, bạn chỉ định thư ký nha. Cái việc mà bạn chỉ định thư ký là bất kể người nào nha. Thứ ba, điều dưỡng trưởng nêu mục đích của cuộc họp. Các bạn nhớ mục đích nha. Mục đích của cuộc họp là nãy giờ cái why á. Được không? Và bạn có thể đặt một cái vấn đề trước, nêu mục đích của cuộc họp. Và các bạn có thể đặt một cái vấn đề trước để dẫn dắt một cuộc họp. Ví dụ giống như các bạn sẽ thấy rằng là vào sáng nay báo Dân Trí hoặc là báo Tuổi Trẻ có nói một cái vấn đề này, thì các bạn sẽ đi vô cái cuộc họp của cái tình huống mà tí nữa các bạn chọn ha. Hoặc là các bạn vô thẳng vấn đề luôn. Vô thẳng vấn đề, ví dụ là hiện tại tại khoa của chúng ta đang gặp bất kỳ một cái vấn đề này. Rồi bây giờ các bạn tiến hành như thế luôn ha. Có thể rằng là các bạn thấy rằng là việc mà khi mà các bạn đưa ra cái mục đích của cuộc họp, nó có hai cái chiều hướng. Một là hiện tượng cái mục đích các bạn đang gặp phải. Hai là ở những cái nơi khác, hoặc là thông tin khác, hoặc là bạn dự phòng cái chuyện đó sẽ xảy ra. Được chưa nào? Cái thứ ba, thứ tư, sau khi bạn đưa ra cái vấn đề cũng như là mục đích cuộc họp xong, thì các bạn sẽ dành thời gian cho các điều dưỡng đưa ra ý kiến. Và ý kiến á, các bạn nhớ không, là các thành viên các bạn sẽ đưa ra. Vậy các bạn họp sao, các bạn chuẩn bị sao để các bạn làm một bài hoàn chỉnh á, thì các bạn sẽ đưa ra bằng cái gì? Thứ nhất đó là những cái ý kiến cá nhân hoặc là cái thực tế chuyên môn. Giống như việc khi mà thầy giảng các bạn, thầy đưa ra một câu hỏi á, thầy kêu các bạn trả lời đi, hoặc là các bạn hiểu cái vấn đề này như thế nào. Có thể là các bạn trả lời đúng, có thể các bạn trả lời sai, hoặc là phù hợp hay chưa phù hợp gì đó, không quan trọng. Cái quan trọng ở đây rằng là các bạn là người đưa ra, đưa ra các bạn trình bày cái quan điểm, có thể là cá nhân hoặc là những cái thực tế chuyên môn mà bạn đã gặp phải. Có nghĩa rằng các bạn thấy không ạ, trong cái thực hành của chúng ta nó khác so với cái lý thuyết. Học 10 thì 7 làm 3. Nhiều khi các bạn học, các bạn dùng băng, các bạn sát khuẩn vậy, chứ mang bút lên viện các bạn thấy anh chị dùng tay các bạn sát khuẩn. Ví dụ như thế. Cho nên các bạn có thể đưa ra những cái thực tế chuyên môn, mà những cái thực tế này có thể là hiệu quả trong chăm sóc bệnh nhân. Ví dụ như vậy ha. Rồi, sau khi đưa ra xong thì điều dưỡng trưởng sẽ lấy biểu quyết đó các bạn. Biểu quyết ở đây có nghĩa là thể hiện lấy một số đông. À, các bạn nhớ cái này ha. Nhưng tất nhiên có những cái thành phần họ sẽ không, họ phản đối hoặc là họ không có đồng ý, đặc biệt là trong những cái cuộc họp mà những cái thành phần mang cái tính chất đó là gì các bạn, ngang hàng với nhau. Cho nên lúc này cuộc họp bạn có thể kéo dài qua rất là nhiều cuộc họp,
đúng không nào? Các bạn thấy rằng là điều dụng trưởng của người bạn có nhiệm vụ đó là giải thích tóm lược và kết luận vấn đề. Nếu như mà các điều dụng viên mà thống nhất ý kiến á, thì các bạn sẽ giải thích tóm lược và kết luận vấn đề luôn. Còn không giải quyết thì chúng ta có thể kéo nhiều cuộc họp nếu như vấn đề chưa giải quyết, đúng không? Và thư ký các bạn sẽ đọc biên bản. Và khi thư ký đọc biên bản xong thì cái cuối cùng là điều dụng trưởng nhắc lại mọi người thực hiện nghiêm túc. Hồi nãy thầy đưa các bạn những cái mẫu câu á, tôi nhắc lại lần nữa hoặc là như tôi đã nói, thì các bạn nên dùng những cái giao tiếp như thế nào cho nó hợp lý ở trong vấn đề giao tiếp. Vậy khi các bạn soạn cho thầy nội dung xong, các bạn đưa cho các bạn thành viên trong lớp của bạn, bắt đầu chúng ta tiến hành thực hành và các bạn phải duyệt cái nội dung đó, nhớ ha, để đảm bảo cấu trúc giao tiếp và đảm bảo đừng có vi phạm những cái nội dung nguyên tắc giao tiếp, được chưa? Rồi, vậy đây là trình tự thực hiện, các bạn sẽ copy cái này lại và các bạn phải làm theo đúng cái mục này, được chưa? Trong cái trình tự thực hiện cuộc họp điều dưỡng trưởng, xin lỗi, cuộc họp điều dưỡng. Và bây giờ thầy sẽ đưa cho các bạn 8 cái tình huống nha. Và mỗi tình huống thầy sẽ phân tích cho các bạn như sau nè. Tình huống 1 đó là sự trí sốc phản vệ khi không có mặt bác sĩ. Tất nhiên các bạn phải đi tìm hiểu về vấn đề này nếu các bạn chọn. Có nghĩa rằng là gì các bạn? Thì theo thông tư mới nhất đó là thông tư 15 đúng không nào, về vấn đề xử trí cấp cứu bệnh nhân sốc phản vệ đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là gì, là việc mà điều dưỡng viên có thể chủ động hoặc là có thể là không cần y lệnh của bác sĩ có thể cấp cứu bằng phương pháp adrenaline cho bệnh nhân khi mà xác định bệnh nhân sốc phản vệ từ độ 2 trở lên. Các bạn nhớ này ha, đó là trường hợp thứ nhất. Nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng là gì, đối với trường hợp bác sĩ các bạn, họ chỉ cho phép đó là các bạn thực hiện khi có chỉ định của họ thôi. Cho nên khi mà bệnh nhân sốc phản vệ xảy ra thì điều dưỡng các bạn chỉ can thiệp ở những cái bước đó là thở oxy, thiết lập tư thế, đặt đường truyền vân vân. Còn việc chỉ định dùng adrenaline liều bao nhiêu phải theo chỉ định của bác sĩ. Và tất nhiên những cái tình huống này thì các bạn thấy các bệnh viện rất đang phổ biến xảy ra. Còn khi mà trong thông tư các bạn thấy mà chủ động mà điều dưỡng sử dụng adrenaline á, thì các bạn thấy chỉ có một số bệnh viện có thể làm được điều này. Còn đa phần các bạn thấy không, đều là do chỉ định của bác sĩ đưa ra cả. Nhớ được này ha. Cho nên cái tình huống 1 đưa ra ở đây làm gì? Có thể các bạn nhận dắt vào một cái vấn đề. Vào sáng nay báo dân trí vừa đưa tin ví dụ như thế, là một bệnh nhân đó tại một bệnh viện đó sau khi được tiêm thuốc phát hiện ra số hiệu sốc phản vệ thì các điều dưỡng đã tiến hành cấp cứu theo phác đồ và bệnh nhân cứu sống, hoặc là các điều dưỡng đã chậm trễ quá trình mà bệnh nhân này không cấp cứu được thì dẫn đến tình trạng bệnh nhân này không qua khỏi. Cho nên lúc này các bạn mới đề cập đến vấn đề xử trí sốc phản vệ, thì các thành viên trong lớp của bạn, trong nhóm bạn sẽ đưa ra nhiều chiều hướng. Mình biết rằng là thông tư như thế là đúng, rất là thông tư như thế phù hợp, nhưng ở đây bác sĩ phải cho chỉ định chúng ta mới thực hiện được. Và nhiều bác sĩ họ vẫn chưa nắm được cái thông tư này, hoặc là nhiều bác sĩ họ vẫn phủ nhận được cái việc này, ví dụ như thế. Thì các bạn sẽ đưa ra hàng loạt những cái vấn đề để các bạn biểu quyết, và cái cuối cùng điều dưỡng trưởng của bạn sẽ chốt lại. Và tại sao các bạn chốt được, các bạn chốt đúng và các bạn chốt kết luận vấn đề hợp lý, thì các bạn phải dựa trên kiến thức chuyên môn ha, là dựa trên những cái thông tư nữa, vân vân. Cho nên đó là tình huống 1 liên quan đến vấn đề sốc phản vệ. Tình huống 2 liên quan đến vấn đề test thuốc trước khi tiêm cho bệnh nhân. Thế bạn thấy một số loại thuốc như ví dụ như là kháng sinh hoặc là thuốc y tê vân vân, trước khi bệnh nhân dùng thì bệnh nhân cần phải được test thuốc. Test thuốc để làm gì các bạn? À, để coi thử bệnh nhân có phản ứng với cái là thành phần trong cái thuốc đó hay không. Nếu như bệnh nhân dị ứng á, thì chúng ta sẽ không dùng thuốc đó. Nhưng mà nếu như bệnh nhân mà có phản ứng mà ngứa đỏ thì các bạn không dùng, còn nếu như bệnh nhân bình thường thì chúng ta dùng. Nhưng mà có một số trường hợp các bạn sẽ thấy rằng là gì, có những bệnh nhân mà ở cái giai đoạn mà nhiễm trùng huyết nặng các bạn ha, mà cần phải dùng những kháng sinh mà kháng sinh dòng sau á, ví dụ như là TNM chẳng hạn, là kháng sinh mà các bạn thấy rằng là bây giờ không dùng nó là không biết dùng cái gì nữa luôn á, thì các bạn thấy rằng là khi test lên bệnh nhân dương tính nhưng bạn vẫn tiêm cho bệnh nhân, thì các bạn sẽ bàn luận cho thầy về vấn đề đó, hiểu này chưa? Bàn luận về vấn đề test thuốc. Có nhiều trường hợp các bạn test dương tính chúng ta vẫn, vậy việc chúng ta test để làm cái gì? À, các bạn làm cho thầy vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba đó là pha thuốc thể tích ít hơn quy định. Có nghĩa rằng ví dụ trong trường hợp bệnh nhân tiêm bắp, các bạn thấy là ví dụ như là tiêm Nutrivit cho bệnh nhân chẳng hạn, thì các bạn thấy rằng là thuốc bột sau khi các bạn hòa nước cất vào, các bạn rút một thể tích thuốc ra và các bạn tiêm cho bệnh nhân, thì các bạn biết rồi, tiêm bắp rất là đau. Và cái thứ hai nữa rằng là cái thể tích thuốc của nó rất là nhiều, cho nên lúc này các bạn thấy rằng là giảm đau cho bệnh nhân đó, thì điều dưỡng đã pha cái thuốc theo cái nước cất ít hơn quy định để mục đích làm gì, để giảm đau cho bệnh nhân, à được chưa, và để hài lòng với bệnh nhân vân vân. Cho nên các bạn sẽ đặt cho thầy một cái vấn đề tình huống đó và các bạn thảo luận liên quan đến cái vấn đề đó. Rồi, cái vấn đề thứ tư đó là thay kim luồng khi lưu kim quá 72 giờ. Các bạn biết rồi, đối với kim luồng á, các bạn chỉ lưu được tối đa 72 giờ, hoặc là trước thời điểm đó nhưng mà kim luồng nó bị tắc
các bạn nhớ đi này ha. Nhưng một số trường hợp bệnh nhân các bạn thấy rất là khó lấy ven, đặc biệt là những bệnh nhân nặng, bệnh nhân hồi sức các bạn ha, thì việc các bạn mỗi lần lấy ven các bạn là một cái công tác rất là khó. Thậm chí có nhiều điều dưỡng có thể lấy cả chục phát vẫn chưa vào ven được bệnh nhân. Nhưng mà khi mà các bạn thấy cái kim luồng này các bạn sau 72 giờ nó vẫn còn hoạt động, vẫn còn lưu thông rất là tốt, thì điều dưỡng vẫn quyết định giữ luôn kim luồng đó. Bởi vì là thứ nhất kim nó còn lưu thông tốt, cái thứ hai nữa rằng là việc mà bạn thay kim luồng, bạn lấy ven lại, bạn tim tĩnh mạch lại thì rất là khó lấy ven. À, các bạn nhớ điều này ha. Đó, cho nên cái tình huống 4 thầy đưa ra là như thế. Vấn đề thay kim luồng, được chưa? Rồi các bạn sẽ bàn bạc lại cho thầy. Tình huống thứ năm là hút đàm cho bệnh nhân có ống nội khí quản là như thế này. Các bạn thấy rằng là gì? Cái mục đích mà các bạn hút đàm cho bệnh nhân á, nó sẽ có hai cái mục đích như sau. Thứ nhất á, xin lỗi, cái thời điểm mà các bạn hút đàm cho bệnh nhân nó sẽ có hai cái thời điểm. Thứ nhất á, là khi các bạn thấy đàm nó tăng tiết ở trong nội khí quản. Hai á, là các bạn thấy rằng chúng ta hút thường quy. Thường quy ở đây có nghĩa rằng cứ khoảng là 2 tiếng các bạn sẽ hút một lần, cho dù là nhân có xuất hiện đàm hay không có đàm. Các bạn nhớ điều này ha. Vậy có nhiều trường hợp là các điều dưỡng họ sẽ đưa ra, họ nói như thế này: chỉ áp dụng cái việc mà chúng ta hút thường quy thôi. Còn hút liên tục như thế thì thứ nhất á, là hút đàm có nội khí quản là hút đường hô hấp dưới, nó sẽ gây nhiễm khuẩn cho bệnh nhân là một. Cái thứ hai á, là nó gây suy hấp cho bệnh nhân và nó tốn đi cái thời gian của chúng ta. Cho nên chúng ta hút thường quy đi bao nhiêu tiếng hút lần. Và nhiều bạn khác phản bác lại rằng là trong trường hợp mà các bạn thấy là có xuất hiện đàm thì chúng ta phải hút, tại vì lúc đó nó sẽ nguy cơ nó nhiễm khuẩn hô hấp, bởi vì là tắc đàm hoặc là nó gây bệnh nhân giảm cái quá trình trao đổi khí, đúng chưa? Nhưng mà khi mà hút đàm như thế thì lại có nguy cơ là bạn làm không đảm bảo vô khuẩn nè, hoặc là các bạn sẽ thấy rằng là bệnh nhân có khả năng là hút như thế là tổn thương niêm mạc của bệnh nhân vân vân. Thì đó chính là vấn đề hút đàm, được chưa? Vấn đề thứ sáu đó là vấn đề lau mắt ở bệnh nhân hạ sốt, ở bệnh nhân sốt cao. Thì các bạn thấy rằng là chúng ta học là chúng ta hiểu nó là lau mát bằng nước ấm, đúng nào, mục đích để giãn mạch, giãn cái mạch máu để hạ sốt. Nhưng mà các bạn thấy một số bệnh viện á, thì các bạn sẽ thấy rằng là những trường hợp bệnh nhân sốt cao á, có thể là nhúng cả một cái đứa bé đó vô trong một cái chậu nước luôn các bạn, nước này nước lạnh đó ha, để nó hạ sốt. Tất nhiên theo cái nguyên tắc truyền nhiệt thì nhiệt của bệnh nhân vẫn hạ đó. Nhưng mà các bạn thấy rằng là chúng ta nên áp dụng cái biện pháp như thế nào và trong trường hợp nào thì chúng ta nên, thì đó chính là cái nội dung của bài cuộc họp, được không? Tình huống thứ bảy đó là vấn đề thay ga trải giường cho bệnh nhân hôn mê. Các bạn biết rồi, trong trường hợp mà chúng ta chăm sóc cho bệnh nhân, ngoài chăm sóc y tế ra, các bạn phải chăm sóc thể chất, bao gồm có vấn đề là vệ sinh nữa. Mà các bạn biết rồi, khi bệnh nhân hôn mê, bệnh nhân nằm lâu, bệnh nhân rất có yếu tố là nguy cơ đó là viêm phổi nè, hoặc là bệnh nhân viêm da, bệnh nhân loét. Cho nên cái công tác mà thay ra hàng ngày là phải tiến hành thực hiện, và không ai khác thực hiện chính là điều dưỡng. Tại vì sao các bạn thấy không? Đối với bệnh nhân hôn mê á, thì cái công tác thay ra nó đòi hỏi cái tính chuyên môn. Tại vì bệnh nhân sẽ mắc ống nè, cái hệ thống dây nhiều ở trên người bệnh nhân rất là nhiều, được chưa? Không phải là để hộ lý họ làm đâu, mà chính là điều dưỡng các bạn làm. Thì khi các bạn làm như thế thì các bạn thấy rằng là gì, cái vấn đề ở đây là có những người họ để 2-3 ngày họ mới thay một lần, còn có người á thì sẽ họ thay hàng ngày, 2-3 ngày thay một lần, bởi vì họ thấy rằng là họ phiền phức tạp. Và bệnh nhân hôn mê như thế, khi mình thay như thế thì ảnh hưởng đến cái chức năng của bệnh nhân rất là nhiều, vì khi chúng ta nghiêng chúng ta gặp ống vân vân. Còn đối với trường hợp cái người mà họ đòi thay hàng ngày á, thì họ mục đích đó là giúp cho bệnh nhân hạn chế cái vấn đề đó là nhiễm khuẩn bệnh viện hoặc là cái yếu tố nguy cơ bệnh nhân loét, ví dụ như thế. Trường hợp thứ 8 của bạn chính là vấn đề đo huyết áp thường quy. Trong đo huyết áp thường quy có nghĩa rằng là gì các bạn? Nếu như mà các bạn thực tập bệnh viện, các bạn thấy rằng là hàng ngày các bạn sẽ kiểm tra dấu hiệu sinh tồn bệnh nhân ở hai thời điểm là buổi sáng và buổi chiều, cho dù bệnh nhân đó họ khỏe hay là họ bệnh nhân đó họ như thế nào đi chăng nữa. Còn khi mà bệnh nhân họ mệt hoặc là họ trở lúc nào thì các bạn phải theo dõi ngay lúc đó. Còn đối với thường quy là buổi sáng các bạn sẽ đi kiểm nhiệt hết một lượt nè, các bạn đo mạch hết một lượt nè, các bạn đo huyết áp hết một lượt nè, vân vân. Thì có một số trường hợp á, các điều dưỡng nói như thế nó sẽ chiếm đi nhiều thời gian, cũng như là nhiều bệnh nhân họ phiền phức, họ nói là tôi đâu có cái gì đâu mà cứ đo đâu hoài. Tại vì đo thường quy là ngày đo hai lần, và các bạn nhớ này ha, và khi bệnh nhân nằm viện cả tuần như thế thì đo liên tục như vậy. Còn có những điều dưỡng thì có thể nói với các bạn như thế này rằng là việc mà chúng ta đo như thế thì vô tình chúng ta có thể phát hiện những bất thường mà ngay cả khi bình thường bệnh nhân không phát hiện ra, à vân vân, được chưa? Cho nên đó là những cái ý kiến. Thì đây là chính là 8 cái tình huống. Thì các bạn sẽ đưa ra, chọn một tình huống nào đó, rồi các bạn sẽ đưa ra nhiều cái lý do mà thầy vừa gửi cho các bạn, và cái cuối cùng là người điều dưỡng trưởng sẽ đưa ra biểu quyết, và các bạn sẽ chốt lại vấn đề đó và yêu cầu mọi người thực hiện theo đúng. Đúng ở đây là gì? Thứ nhất theo cái mô hình ADES, thứ hai là theo đúng những cái thông tư đảm bảo an toàn và cũng như là thoải mái cho bệnh nhân. À, các bạn nhớ này ha. Vậy bây giờ bắt đầu các bạn làm việc nào. Thứ nhất là điểm danh cho thầy. Thứ hai, phân nhóm ra. Các bạn điểm danh xong hết toàn bộ ha. Các bạn từng lớp của bạn tải cái file của lớp mình về, các bạn điểm danh ở trong cái sheet đó và các bạn nhớ sửa ngay nha. Sau đó bạn nộp hết toàn bộ cái đó cho bạn thấm.
Rồi bạn thắng sẽ tổng hợp chung vô một file, và trong một file đó thầy sẽ nhận. Và sau đó các bạn sẽ chia ra. Và tối nay, từ bây giờ các bạn làm cho tới tối nay, các bạn sẽ tiến hành một cuộc họp trên online. Bằng cách đó là gì? À, các bạn sẽ tự lập một cái nhóm Zoom của bạn đó, 6 đến 8 người vào đó. Và các bạn sẽ họp thông qua hình thức đó là trực tuyến như thế này, được chưa? Và bắt đầu các bạn làm đúng theo cái trình tự thầy mô tả. Đầu tiên ổn định tổ chức, sau đó là các bạn chỉ định thư ký. Tất nhiên các bạn nào làm thư ký các bạn phải có giấy tờ bên đó, bởi vì nội dung cuộc họp của bạn như thế nào các bạn phải ghi lại hết, đúng không? Và sau cuối cùng đó các bạn đưa ra những cái kết luận, và cuối cùng các bạn sẽ nhận định ra một lần nữa, và thầy xem thử nhóm nào của bạn làm những công tác này tốt nhất, được chưa? Và tất nhiên các thành viên của bạn á, thì các bạn sẽ thấy rằng là đều phải làm việc cả, cho nên mỗi thành viên các bạn phải suy nghĩ ra những câu hỏi hoặc là những cái nội dung, những cái vấn đề các bạn cần đặt ra. Các bạn hiểu này chưa? Đó là toàn bộ rồi. Nhớ mỗi lớp các bạn không trùng tình huống. Là làm xong nó phải quay lại hay làm thế? À, đúng rồi, các bạn làm xong à, các bạn bấm cái chữ record bên đây thầy chỉ đó nè. Các bạn bấm chữ mo á, các bạn thấy có chữ record. Rồi các bạn họp xong rồi các bạn gửi cái file đó cho thầy. Giống như ngày xưa thầy gửi cho các bạn những cái file mà thầy ghi âm á. File thầy ghi âm mấy tiếng đồng hồ thầy gửi còn được, còn các bạn chỉ làm trong vòng khoảng 15-20 phút thôi. File nó rất là nhẹ luôn. Các bạn hiểu này chưa? File nó rất là nhẹ luôn đó. Tất nhiên các bạn khi các bạn trình chiếu lên cái slide á, bạn phải làm một cái slide ha. Nội dung tình huống đó là cái gì? Thành viên của bạn gồm có những cái gì? Còn không thì các bạn sẽ đưa ra những cái vấn đề luôn. Ví dụ như các bạn học môn sức khỏe môi trường, các bạn thấy không? Trước khi đi vô phòng môi trường, thầy sẽ đưa ra cho bạn vấn đề về vụ việc Formosa chẳng hạn. Thì các bạn đưa ra một cái vấn đề nào đó, xong bạn sẽ đi vô cái nội dung. Cho nên slide của bạn sẽ soạn khoảng là từ 4-5 cái slide thôi.